Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 83, ngày 30, ngày cuối cùng của tháng 11. Giữ lấy chức vụ Chúa giao. Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 6 câu 20. Cầu ghi nhớ Timôthê nhất đoạn 6 câu 20 phần A. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Đã nấy cho con có nghĩa là đã giao cho con đó, đã ban cho con đó. Rồi chúng ta mở ra ở trong Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 6 câu 20 nhé. Tiếp theo phần Kinh Thánh của những ngày trước. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng là lập quà tràng. Tri thức ngụy xưng là tri thức. Tri thức ngụy xưng là tri thức có nghĩa là những cái lời đó thực sự không có tri thức, không có sự khôn ngoan gì hết, mà chỉ là giả tạo thôi. Bây giờ chúng ta tô màu câu ghi nhớ phần A nhé. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Chúa giao phó cho Timôthê qua Phaolô. Phaolô đã giao phó cho Timôthê điều gì? Đó là chức vụ hầu việc Chúa như là một vị mục sư còn trẻ tuổi. Giữ lấy chức vụ Chúa giao. Nấy là cho, ban cho, trao cho, đặt cho. Sứ đồ Phaolô khuyên ai hãy giữ sự giao phó đã ban cho? Sứ đồ Phaolô khuyên ai các em? Khuyên Timôthê. Khuyên Timôthê. Timôthê lúc này là một thanh niên, có thể còn rất là nhỏ. Chúng ta thấy cái hình Phaolô thì già rồi, Timôthê có thể là 16, 17 tuổi, 18 tuổi gì đó, còn rất là trẻ. Thanh niên Timôthê được Chúa kêu gọi vào chức vụ mục sư. Sứ đồ Phaolô khuyên ông phải làm gì? Khuyên phải làm gì các em? Ở trong câu ghi nhớ chúng ta nè: hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Là khuyên hãy giữ lấy. Sự giao phó. Đã. Nấy. Nấy hay là giao cho đó. Cho con. Chữ nấy ở đây mình ghi là giao hay là ban. Rồi, tên Timôthê có nghĩa là tôn kính Đức Chúa Trời. Timôthê, tôn kính Đức Chúa Trời. Ông Timôthê được Chúa chọn và giao cho chức vụ mục sư, là người trung tín, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời Chúa và rao truyền danh Chúa cho người chưa tin. Chúng ta thấy ở đây mục sư Timôthê còn rất là trẻ tuổi, 17, 18 tuổi thôi. Ông Phaolô thì đã lớn tuổi rồi. Ông Phaolô như là một người thầy, một mục sư, một người cha của Timôthê vậy. Và Phaolô khuyên dạy Timôthê là hãy giữ lấy chức vụ mục sư mà Chúa đã giao phó cho con. Con làm cho tốt, hầu việc Chúa cho tốt. Ông Timôthê đã sống đúng với tên của ông là tôn kính Chúa. Timôthê có nghĩa là tôn kính Chúa. Các em tên gì? Khi mà ba mẹ đặt tên cho các em đó, là ba mẹ muốn mình
trở nên giống như cái tên đó. Và bây giờ thì các em đã trở nên giống như cái tên của các em chưa? Ví dụ như là các em được đặt tên là Hiền chẳng hạn, thì các em hiền hay là dữ? Nếu mà mình có cái tâm tính hiền lành, đó là mình đúng với cái tên mà ba mẹ đã đặt cho mình. Rồi khi mà mình sống đẹp ý Chúa là đúng với cái tên mà Chúa đã khiến cho ba mẹ đặt cho mình. Và Timôthê đã sống đúng với cái tên của mình, đó là tôn kính Chúa. Thực hành mỗi ngày em có trung tín tỉnh nguyện với Chúa qua bài học Thế giới mới tuổi thơ không? Có không thì mình đánh vô đây ha. Nếu có em học mỗi ngày em đánh vô đây. Còn nếu mà không có thì em đánh vô đây. Mong rằng các em đánh vô chỗ này ha. Có ha. Em kết ước sẽ trung tín với Chúa qua việc nào? Khoanh tròn điều em làm nhé. Đọc Kinh Thánh. Có không? Hứa với Chúa là đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Thì mình học như vậy là mình cũng có đọc Kinh Thánh đó. Rồi ngoài ra mình cũng có thể đọc thêm mỗi ngày một đoạn Kinh Thánh. Hoặc là mỗi ngày 3 đoạn Kinh Thánh, là một năm mình đọc hết Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Rồi mỗi ngày mình đọc một đoạn thì khoảng 3 năm thì mình đọc hết Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Rồi mình có hứa là cầu nguyện với Chúa không? Cầu nguyện với Chúa. Khi mình học Thế Giới Mới Tuổi Thơ cũng có cái lời cầu nguyện nè. Rồi mình cầu nguyện trước khi ăn nè. Cầu nguyện trước khi đi ngủ. Cầu nguyện bắt đầu một ngày mới. Rồi cầu nguyện mọi lúc mọi nơi. Hứa nguyện với Chúa. Rồi đi nhà thờ. Mình phải siêng năng đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Một tuần chỉ có một ngày thôi. Đi nhà thờ thờ phượng Chúa nè. Rồi bây giờ mình ghi ra lời cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con kết ước sẽ gì? Ghi ra sẽ trung tín giữ lời hứa đi. Tại vì nãy giờ mình hứa với Chúa là đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ nè. Rồi con kết ước sẽ trung tín giữ lời hứa. Xin Chúa giúp con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, học Thế Giới Mới Tuổi Thơ mỗi ngày. Rồi mình cùng nhau cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con kết ước sẽ trung tín giữ lời hứa. Xin Chúa giúp con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, học Thế Giới Mới Tuổi Thơ mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Chúng ta chuẩn bị bước qua một tháng mới là tháng 12. Tháng 12 thì có ngày gì các em? Tháng 12 có ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Mình có chương trình tập hát Giáng Sinh, để Giáng Sinh mình có thể hát, múa, đọc thi ca để ngợi khen Chúa, mừng Chúa Giáng Sinh. Rồi tháng 12 mình cũng có học Kinh Thánh, học câu gốc để mình thi Kinh Thánh Giáng Sinh. Qua Kinh Thánh mình được nhắc nhở về lời Chúa, về sự Giáng Sinh của Chúa, về những sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên mình nhớ siêng năng học Kinh Thánh, học câu gốc, tập hát, học thuộc thi ca. Rồi ở trường thì mình có cái thi học kỳ, mình cũng siêng năng học bài để có thể thi được kết quả tốt. Rồi xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại vào ngày mai, hẹn gặp lại vào tháng tới. Xin chào.